Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 6 quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho các em ở cái bài 23, 24 cái phần luyện tập chung rồi đúng không nào? Đó. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho các em ở bài 25, đó chính là phép cộng và phép trừ phân số. Nói về phép trừ, phép cộng phân số thì thực chất ở tiểu học chúng ta đã được học rồi. Thì ở đây á, cơ cả trừ và cộng nó cũng gần như giống nhau các em nha. Nghĩa là chúng ta sẽ chia thành hai phần, đó chính là cùng mẫu. Phần thứ nhất và thứ hai đó chính là khác mẫu các em nha. Nếu mà cùng mẫu á thì chúng ta sẽ lấy ví dụ cùng mẫu thì các em giữ nguyên mẫu và chúng ta cộng tử, ví dụ a phần m cộng b phần m thì chúng ta giữ nguyên mẫu lại, chúng ta lấy a cộng b được không nào. Cứ cả trừ, trừ thì cũng vậy, a phần m trừ b phần m, khi đó chúng ta giữ m lại, chúng ta lấy a trừ b được không nào. Ta lấy ví dụ lên đây, ví dụ như 2 phần 3 ta cộng cho 5 phần 3 đi, thì khi đó chúng ta giữ mẫu lại, ta lấy 2 cộng 5 thì sẽ bằng 7 phần 3. Trừ cũng vậy, ta thực hiện thế nha. Còn ví dụ khác mẫu, khác mẫu thì chúng ta nhớ là chúng ta phải quy đồng. Quy đồng, quy đồng để làm gì? Để chúng ta đưa về cùng mẫu ha. Khi mà cùng mẫu thì chúng ta lại áp dụng thể công thức này. Trong quá trình quy đồng á thì chúng ta không tách ra các cái bước để chúng ta tự làm, tự nhắm trên đó, chúng ta không có tách ra là chúng ta phải đi tìm bội chung nhỏ nhất, rồi đi tìm thừa số phụ, rồi nhân thừa số phụ gì đó. Cái này thì chúng ta không tách riêng ra mà chúng ta sẽ làm chung các cái bước. Thầy lấy ví dụ đơn giản thôi, ví dụ 2 phần 3 cộng cho 1 phần 5 đi ha. Thì cái này á chúng ta sẽ thấy là bội chung nhỏ nhất chia được cho cả 3 và 5 thì đó chính là bằng bao nhiêu? Sẽ bằng cho 15, đúng thế nào? Bằng 15 thì khi đó chúng ta sẽ viết như này, ta lấy 2, 3 nhân nhân này, nghĩa là nhân với thừa số phụ á cộng, nghĩa chúng ta sẽ làm luôn chứ chúng ta không tách riêng ra. Hỏi cái đợt quy đồng thì chúng ta sẽ tách riêng ra đúng không nào. Thì bây giờ này, sau khi chúng ta nhẩm chúng ta biết được cái này ngồi nháp này, bội chung nhỏ nhất của 3 với 5 đã chính là 15. 15 đúng không nào? Thì khi đó chúng ta sẽ lấy 15 này chia cho 3. 15 chia 3 thì được 5, ta nhân ở đây cho 5 này. 15 chia 5 được 3, nhân ở đây cho 3. Đó nào. Khi đó các em sẽ lấy 2 nhân 5 bằng 10 phần 15 cộng 3 phần 15. Khi đó chúng ta sẽ cùng mẫu 15 rồi, chúng ta viết 15 lại, chúng ta lấy 10 cộng cho 3. Kết quả ở đây sẽ bằng 13 phần 15. Vậy thôi. Các em hiểu các bước làm như thế nào? Đó. Khi em hiểu như này rồi thì vào đề 3 vào bài rất là dễ hiểu em. Còn các tính chất của phép cộng và phép trừ thì nó cũng đơn giản thôi. Chỗ thầy gió hơi to em nha, nó hơi ồn một chút, các em quý phụ huynh thông cảm nha. Bây giờ đang gió thì không thể nào mà biểu ông trời ngừng gió được. Ok nha. Có những cái thầy sẽ cố gắng, ví dụ trời nóng thầy không dám bật quạt, nhưng mà bây giờ trời gió thì hơi chịu rồi, không thể nào mà yêu cầu ông trời ngừng gió được, nên em thông cảm được chưa. Rồi nhìn đây nè, Tuấn ước tính còn 3 giờ ngày chủ nhật để hoàn thành một bức tranh tặng mẹ nhân ngày 2 quốc tế phụ nữ tháng 3, mùng 8 tháng 3 ngày quốc tế phụ nữ đúng không nào. Buổi sáng bạn dành ra 2 phần 3 giờ để vẽ, buổi chiều bạn tiếp tục dành 5 phần 3 giờ để vẽ. Hỏi buổi tối Tuấn cần dành khoảng bao nhiêu giờ nữa để hoàn thành bức tranh. Được nè. Đấy. Như vậy thì ở đây tổng của chúng ta số giờ là bao nhiêu giờ nha. Cần khoảng 3 giờ. Đây. Bạn cần 3 giờ này. Đúng nè. Buổi sáng ấy thì bạn dành ra 2 phần 3 giờ. Bạn dành ra 2 phần 3 giờ để mà vẽ. Buổi chiều bạn dành khoảng 5 phần 3 giờ để vẽ. Hỏi buổi tối Tuấn cần dành khoảng bao nhiêu giờ để hoàn thành bức tranh. Phải nè, buổi sáng này, trong 3 giờ này Tuấn ước tính cần 3 giờ này ngày chủ nhật để hoàn thành một bức tranh tặng mẹ ngày quốc tế phụ nữ ngày 18 tháng 3. Buổi sáng thì bạn dành 2 phần 3 giờ trong 3 giờ này. Buổi chiều là dành 5 phần 3 giờ để vẽ trong 3 giờ này. Như vậy buổi tối bạn dành bao nhiêu thì chúng ta sẽ lấy gì? Lấy 3 giờ này, chúng ta trừ cho 2 phần 3 và trừ cho 5 phần 3. Nghĩa là chúng ta lấy 3 trừ cho đây 2 phần 3 cộng cho 5 phần 3. Đúng không? Thì kết quả ở đây sẽ là bao nhiêu nhỉ? 2 phần 3 giờ. Buổi tối nha. Buổi tối. Đó. Hiểu chưa nào? Ok. Thì bây giờ làm sao để ra kết quả được 2 phần 3 đó thì chúng ta sẽ đi sang phần 1 và phép cộng hai phân số.
cộng hai số cùng mẫu này. Em nhắc lại quy tắc cộng hai số cùng mẫu, tử mẫu dương rồi tính này các cái tổng. Rồi bây giờ thầy sẽ làm cho các em cái này cực kỳ dễ luôn. 8/11 cộng 3/11 thì đây cùng mẫu thì người ta viết lại, ta lấy 8 cộng gì, 8 cộng 3 thì bằng 11 phần 11, thì kết quả đây sẽ bằng 1 này. 9/12 cộng 11/12 thì đây 12, mẫu chung các em lấy 9 cộng 11 thì sẽ bằng 21/12 ha. À, 20 nhé, xin lỗi em mơ ngủ à. 9 cộng 11 đúng rồi. Như vậy chúng ta sẽ chia đây cho mấy, ở đây chúng ta sẽ chia cho 4, ở đây chia 4 thì rút gọn bằng 5/2 đúng không nào. Đó, nếu như phần số mà nó chưa tối giản thì chúng ta phải rút gọn cho nó tới tối giản em nha. Rồi ok, phần này em ghi thầy và ghi công thức vô được chưa. Cái phần này thì rất dễ thôi, trừ 4 cộng 3 thì bằng -1, nghĩa là cái này đối số tự nhiên thì cái này nó đúng với số nguyên này, số nguyên này có phần âm như thế này. Rồi cái việc mà cộng trừ hai số nguyên thì trong chương trình học kỳ 1 chúng ta học rất là vững rồi đúng chưa, thầy không nhắc lại nữa. Bạn nào chưa vững thì vào trong các clip phần số nguyên nghe học lại nha. Ok, ta sẽ đi sang là trang 16 nha. 16 thì chúng ta sẽ đi sang phần luyện tập 1 các em nha. Luyện tập 1 thầy sẽ giải quyết cho em các cái phần mà trong cái quyển sách này đưa ra. Cái này thì bạn nào làm cũng được, tại vì nó cùng mẫu nè, rất là dễ luôn. Em lấy -7 cộng cho 5, -7 cộng 5 thì bằng -2/12, ta chia cho 2, chia cho 2 thì bằng -1/6 đúng nè. Ok đấy. -8/11 cộng -19/11 thì chúng ta sẽ viết 11 mẫu lại, ta lấy -8 cộng cho -19 đó. Kết quả đây sẽ bằng -27/11 đúng chưa. -27/11 thì chúng ta không thể nào mà chúng ta rút gọn được nữa, nên là nó đã tối giản rồi thì thôi cứ để đó. Đây số 7 em nha. Rồi ta sẽ đi sang phần tiếp theo, cộng hai số, cộng hai phân số không cùng mẫu. Để thực hiện cùng mẫu em làm các bước quy đồng hai phân số này, sử dụng quy tắc cộng phân số cùng mẫu để tính tổng sau khi đã quy đồng. Thì thầy sẽ làm trực tiếp luôn cho em luôn nha, thầy quy đồng và thực hiện ở trên cùng một phép tính luôn. Thì mẫu chung chia hết cho 7 và 4 là bao nhiêu em, như vậy đó chính là 28. Như vậy thì khi đó chúng ta sẽ biết được cái mẫu chung của nó là 28 rồi, thì chúng ta viết nhân nhân đây để chúng ta tí nữa chúng ta nhân thừa số phụ. Phần này ở đây nhân đây, như vậy em lấy 28 chia 7 thì bằng 4, viết 4 ở đây thừa số phụ này, 28 chia 4 thì bằng 7 ở đây này, đó 7. Như vậy thì kết quả ở đây 5 × 4 = 20, để phần 28 cộng ở đây -21/28 đúng chưa. Như vậy khi cùng mẫu 28 chúng ta viết 28 lại, chúng ta lấy 20 cộng cho -21, 20 cộng -21 thì sẽ bằng -1/28 xong. Vậy đó, hiểu chưa? Rồi rất là đơn giản luôn, ok chưa? Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ ghi thầy phần này vô được nào. Không cùng mẫu thì em nhớ phải quy đồng, quy đồng để đưa về cùng mẫu, sau đó chúng ta sẽ giữ nguyên mẫu và chúng ta sẽ cộng tử. Về phần ví dụ 2, người ta sẽ tham, các em tham làm thực hiện giống như thầy ở trên không nè. Như vậy thì ở đây người ta tìm thì số phụ này, tìm thì số phụ, sau đó chúng ta thực hiện đó. Chúng ta sẽ đi xem phần luyện tập 2, nghĩa là đối với cái bộ sách mới này các em, là cái hoạt động của các em rất là nhiều, thực sự là các em cần phải hoạt động cực kỳ nhiều luôn. Đấy, sau khi giáo viên đã hướng dẫn xong thì nhiệm vụ của em rất là nhiều ha. Như vậy thì mẫu chung mà chia hết cho được 8 và 20 thì đó chính là 40 em nha. Như vậy sau khi mà nghĩa là một cái mẫu chung ở đây là nhớ là 40 này. Như vậy thì thầy viết đó để các em thấy. Như vậy -5/8 nhân ở đây tí nữa chúng ta cộng nhân với thừa số phụ, cộng -7/20 nhân ở đây. Như vậy các em lấy 40 chia cho 8, 40 chia 8 bằng 5, viết 5 nhớ 1 thế này. Ở đây nhân 5, ở đây nhân 5, 40 chia 20 thì bằng 2,
Bữa nay thầy bị sao á? À, âm 5 nhân cho 5 thì bằng âm 25 phần 40. Âm 7 nhân cho 2 là bằng âm 14 phần 40. Như vậy sau khi 40 chung rồi, chúng ta sẽ viết 40 lại. Chúng ta sẽ lấy âm 25 cộng cho âm 14. Đúng chưa? Như vậy kết quả ở đây là âm 25 cộng cho âm 14 là bằng âm 39 phần 40. Đó. Được chưa? Trong quá trình làm mà thầy có sai sót hay cái vấn đề gì đó mà ít thì các em thầy mong các em và quý huynh bỏ qua nha. Còn nếu mà sai sót nghiêm trọng quá thì các em comment để mà thầy sẽ sửa chữa. Thực sự là thầy cũng không không biết là trong quá trình dạy là thầy có sai hay không. Tại vì thầy cố gắng hết sức, kiến thức của thầy thì rất tự tin rồi, thầy tự tin vào kiến thức của thầy. Nhưng mà đôi lúc sợ miệng viết một nói một đằng mà tay viết một nẻo là sợ nhất cái vấn đề đấy các em. Thực sự là như thế. Chứ còn đối kiến thức thì thầy dạy rất là lâu năm rồi, thầy không không sợ về kiến thức em. Số đối hoạt động 3, tính các tổng. Như vậy thì tính các tổng này thì em như này, thầy sẽ làm chỗ đây cho em xem luôn, cực kỳ dễ hiểu chứ không không có gì cả anh em. Bây giờ số đối đúng không, nhìn đây này, 1 phần 2 cộng cho âm 1 phần 2 thì đây là mẫu chung là 2, em lấy 1 cộng cho âm 1, 1 cộng 1 bằng 0, 0 chia 2 thì bằng 0. Cứ đúng chứ nè. Tương tự như vậy, 1 phần 2 cộng cho 1 phần âm 2. Thì 1 phần âm 2 này chúng ta cũng sẽ viết để mẫu nó dương thì đưa lên trên trên tử và cái này cũng sẽ bằng 0. Như vậy thì em có nhận xét gì về các kết quả nhận được? Đó chính là gì? Nhận xét đó chính là kết quả đây sẽ bằng bằng gì? Bằng 0. Như vậy hai số mà cộng lại mà bằng 0 thì chúng ta sẽ kết luận hai số đó sẽ là hai số đối nhau. Được nè. Đấy. Hai số gọi là đối nhau đây. Em ghi thầy phần này. Tổng của nó sẽ bằng 0 thì thầy kết luận a phần b thì số đối của nó sẽ là âm a phần b, và ngược lại âm a phần b thì số đối của nó là a phần b. Và các em ghi thầy phần này luôn. Cái công thức này rất quan trọng này. Khi mà người ta viết cái dấu âm mà nó nằm chính giữa này thì người ta hình dung là người ta có thể đưa lên tử cũng được mà đưa xuống mẫu cũng được. Đây này, đưa lên tử cũng được mà đưa xuống mẫu cũng được. Nhưng trong quá trình thực hiện á, trong quá trình thực hiện đối với phân số thì thầy khuyên các em nên đưa nó về là gì, là tử dương, thành là tử âm mà mẫu dương. Nếu như thế này đó, ví dụ như là âm 2 phần 3 chẳng hạn thì các em nên đưa về âm 2 phần 3 như thế này, chứ các em đừng đưa xuống dưới mẫu. Các em hiểu chưa nào? Đấy, người ta hỏi các em là số đối của số 0 là số nào vậy, thì các em trả lời đó cũng chính là số 0 luôn. Số đối của 0 thì chính cũng chính là số 0 nha. Luyện tập 3, tìm số đối của các phân số sau. Như vậy thì ở đây các em chỉ việc ghi là số đối của 1 phần 3 sẽ là âm 1 phần 3. Được nè. Còn âm một, số đối của âm 1 phần 3 sẽ là 1 phần 3. Còn số đối của âm 4 phần 5 ở đây là 4 phần 5. Vậy thôi. Cái này rất dễ. Được nè. Cặp này, số đối này. Còn máy đây thầy ghi rồi. Do hết giấy nên thầy không ghi được phía dưới. Thầy làm như vậy thì các em theo dõi rất là dễ và rất là nhanh và rất dễ hiểu luôn. Nên trong việc qua phần bài tập thì các em làm rất là ok. Được chưa? Ta thì sẽ đi sang phần 2. Đó chính là tính chất của phép cộng phân số. Thì đối với tính chất của phép cộng phân số ấy, thông thường thì chúng ta sẽ vận dụng những cái này này. Những cái tính chất là gì? Giao hoán, kết hợp. Để làm gì? Để chúng ta thực hiện những cái bài tính nhanh hay là tính một cách hợp lý nha. Nha. Đấy. Ở đây người ta đã làm cho em ví dụ nè. Ví dụ như a phần b cộng c phần d thì nó sẽ bằng c phần d cộng cho a phần b, nghĩa là vậy. Giao hoán nghĩa là hoán đổi vị trí, kết hợp nghĩa là nhóm này. Nhóm ở này này. Ví dụ 3, người ta yêu cầu em là cho em là tính cách hợp lý thì ở đây em nhìn này. Ở đây cùng mẫu này, các em thấy thì chúng ta sẽ nhóm hai này một nhóm này. Ở đây cùng mẫu 7 thì em nhóm hàng này một nhóm này, đó. Hiểu nè, đó, người ta nhóm này. Ok, hàng này là hai thằng đối nhau này, đối nhau thì kết quả ở đây bằng 0 này. Còn hàng này cùng mẫu thì chúng ta cộng lại đây bằng 0, và tính chất cộng với số 0 thì phân số nào cộng với số số 0 thì bằng chính số đó. Được chưa nào? Đấy, chúng ta ghi lại phần này luôn, cộng với số 0 này. A phần B cộng 0 thì bằng A phần B. Thì đây thầy tương tự như vậy thầy sẽ làm cho em phần luyện tập 4 luôn nhé. Luyện tập 4.
ta yêu cầu các em tính một cách hợp lý. Hợp lý nghĩa là chúng ta phải làm như thế nào đó để mà tính ra một cách nhanh nhất và hợp lý nhất. Thì đây em thấy này, hai này cùng mẫu này và hai này cùng mẫu này, ta sẽ nhóm hai nó ha, một nhóm giữa các nhóm. Các em nên lưu ý là phải để dấu cộng các em nha, dấu cộng giữa các nhóm để mà tránh đổi dấu ở phía bên trong ngoặc. Cộng đây 10/9 này, 8/7 cộng âm 29/7 đó. Thì đây là cùng mẫu với 9 lại, đây âm 10 cộng âm 1 cộng 10 âm 29 được nè. Như vậy thì ở đây chúng ta có B âm 1 cộng cho 10 thì bằng 9/9 nè, đây bằng âm 21/7 đúng nè, đây bằng 1, đây bằng âm 3 đúng không? Như vậy kết quả ở đây B này sẽ bằng âm 2 xong. Để đó, như thế là gọi là ấy nhất rồi đó, hợp lý nhất rồi đó. Rồi chúng ta sẽ đi sang ở phần 3, ở phép trừ phần số. Thì chúng ta hiểu về phép cộng rồi thì phép trừ này rất là dễ luôn. Phép trừ phần số thì ở đây em nhắc lại quy tắc trừ phần số. Đây em thấy này, thứ nhất là cùng mẫu này, 7/13 trừ cho 5/13 thì em sẽ viết mẫu lại, em lấy 7 trừ 5, 7 trừ 5 thì bằng 2/10, 2/13 được nè. 3/4 trừ cho 1/5, ở đây không cùng mẫu thì chúng ta bắt buộc phải quy đồng để đưa về nó cùng mẫu, thì cái mẫu chung mà chia hết cho 4 với 5 đó chính là 20 đúng không nào. Như vậy thì chúng ta cũng làm giống phép cộng thôi, em viết 3/4 nhân ở đây trừ 1/5 nhân ở đây. Như vậy thì em lấy 20 chia cho 4 thì bằng 5, nhân thừa số phụ ở đây cho 5, lấy 20 chia 5 thì bằng 4 nhân ở đây, ở đây. Như vậy đây 3 x 5 bằng 15/20, 4/20. Sau đó cùng mẫu rồi thì chúng ta sẽ tiến hành viết mẫu 20 lại, em lấy 15 trừ 4, kết quả đây sẽ bằng 11/20. Vậy thôi, hiểu chưa? Như vậy nếu em nắm được như này rồi thì cái phần này là ok chưa? Đó, phần này em ghi này, phần này vô để mà học được nè. Rồi ta sẽ đi xem là phần ví dụ nha anh em. Phần ví dụ 4 thầy sẽ làm cho em phần luyện tập 5. Tính ví dụ thì người ta đã có giải rồi, chi tiết rồi thầy không nói nữa. Luyện tập 5 là câu A này, 3/5 trừ cho -1/3 thôi nè. Như vậy thì ở đây các em thấy mẫu chung ở đây là bao nhiêu? Mẫu chung đây là 15 đúng không? 15. Nhưng mà các em ghi 3/5 cứ ghi lại nhân trừ ở đây -1/3 nhân ở đây, cứ vậy thôi. Nhưng mà các em lấy 15 chia cho 5 thì được 3, nhân đây cho 3, nhân đây cho 3, 15 chia 3 được 5, nhân ở đây cho 5, nhân đây cho 5. Nhưng mà kết quả ở đây bằng 9/15 trừ ở đây -5/15. Khi đó chúng ta có 15 chung, mẫu chung ha, các em lấy 9 trừ cho đây -5. Như vậy thì các em biết rằng là 9 trừ -5 thì nghĩa là thành 9 cộng 5/15 trừ trừ này các em. Quy tắc dấu ta được học rồi. Như vậy sẽ bằng 14/15. Được không nào? Câu B. -3/2 trừ 3 trừ cho 2/7. Trừ 3 ở đây nghĩa là mẫu là bao nhiêu? Mẫu là 1. Các em nhớ nha. Trừ 3 nghĩa là -3/1 này. Chúng ta hiểu như vậy. Như vậy mẫu chung ở đây sẽ là 7. Các em cứ viết chậm như vậy. Nhân này trừ cho 2/7 này. Đó, em hiểu như thế nha. Như vậy thì 7, các em lấy 7 chia 7, 7 chia 1 bằng 7, ở đây là 7, ở 7. 7 chia 7 được 1, nhân thừa số phụ đây là 1. Như vậy trừ 7 nhân 3 trừ 21/7 này. Trừ ở đây cho 2/7. Đúng chưa? Như vậy thì ở đây chúng ta có là 7 chung. Chúng ta lấy âm 21 trừ 2, kết quả đây bằng âm 23 phần âm 23/7. Vậy sao? Cực kỳ chi tiết luôn, không bỏ qua bước nào hết em. Đó,
được chưa? Rồi bây giờ ở phần ví dụ 5, trở lại bài toán ban đầu. Đây 2 phần 3 giờ có phải thầy làm đúng chưa? Tổng số giờ ông ta là 3 này, trừ đây. Rồi ok, được không? Thử thách nhỏ này, thầy dấu chấm hỏi bằng các phân số thích hợp để hoàn thiện sơ đồ bên đầu bên. Biết trong mỗi ô ở hàng trên bằng tổng của hai số kề nó trong hai hàng ô ở dưới. Rồi tổng là phép gì? Tổng là phép cộng. Chứng tỏ là bây giờ này thầy sẽ tính được cái chấm hỏi ở đây bằng cách nào? Bằng cách lấy hàng này cộng lại, lấy hai này cộng lại thì sẽ ra chỗ chấm hỏi này, chứ gì nữa, đúng không? Lấy hai này cộng lại sẽ ra chấm hỏi này. Như vậy đây cùng mẫu thì em lấy 1 cộng trừ 6 là bằng âm 5, chứng tỏ chỗ đây sẽ là âm 5 phần 25 này. Đấy, đúng chưa? Còn ở chỗ này là thầy sẽ lấy 8 phần 5 thầy trừ ra, chỗ đây là trừ này, lấy thằng này trừ thằng này, lấy thằng này trừ thằng này thì ra được chỗ này. Em hiểu không? Ok. Còn không là thầy sẽ tính hai này trước cũng được, tính hai trước cũng được ha. Như vậy thì bây giờ này, lấy thằng này mà trừ thằng này, trừ trừ thành cộng, 8 cộng 6 là bằng 14 nè. Chỗ đây là bằng 14 phần 25 này, 14 em nhé, 14 phần 25 này. Ở chỗ đây nè, chỗ đây khó nhìn gì đâu. Đấy, bây giờ lấy hai này cộng lại, không, mẫu chung đây trừ 5 cộng 8 thì bằng 3 phần 25, được chưa? Hai này cộng lại này, hai này cộng lại này, tính hai này trước này, xuất phát là hai này trước, còn để tính này lấy thằng này trừ này nha, lấy thằng 8 phần 25 trừ cho trừ 6 phần 25, 8 trừ trừ thành cộng, trừ trừ thành cộng nghĩa lấy 8 cộng 6 là bằng 14 phần 25, chú này, vậy đó. Hiểu chưa? Hiểu làm thế nào để ra được chưa nào? Như vậy clip sau thầy sẽ quay tiếp cho em phần bài tập. Đây. Hôm nay thì từ bài 6.21 cho tới bài 6.26. Rất rõ ràng ha. Đó, phần bài tập là in nó tròn ở trong màn hình thì các em bấm dừng lại làm, rồi vào tối ngày mai chúng ta sẽ làm mà xem thầy giải những cái bài này em nha. Chúc em học tốt, bye bye nha. Ok. Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 6, quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái phần lý thuyết của cái bài 25 đúng không nào? Phép cộng, phép trừ, phân số rồi. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở tiết 2, ở phần bài tập từ bài 21 cho tới bài 26 em nha. Ta sẽ đi sang bài 6.21. Gọi cho nhanh là bài 21 đi ha. 6 chấm nó phức tạp quá. Câu A. Tính ở đây câu A là cùng mẫu đúng không nào? Trong trình học thì em nhớ chia sẻ bài giảng thầy nha. Như vậy thì cùng mẫu thì chúng ta sẽ giữ nguyên mẫu 13 lại, cái máy tử cộng lại là âm 1 cộng cho 9. Nhưng mà âm 1 cộng 9 thì bằng 8 phần 13. Ok. Câu B. Âm 3 phần 8 cộng cho 5 phần 12. Như vậy thì ở đây các em thấy là nó có cùng mẫu không? Không cùng mẫu. Như vậy bắt buộc chúng ta phải quy đồng. Như vậy thì cái mẫu chung mà chia hết cho 8 với 6 là bằng bao nhiêu nhỉ? Thầy nói 8 với 12. 8 với 12 thì cái số nào mà chia hết được cho 8 và 12 và là phải là nhỏ nhất em nhé. Nghĩa là chúng ta phải đi tìm bộ chung nhỏ nhất của 8 với 12. Bằng cách chúng ta sẽ bấm máy tính hoặc là chúng ta sẽ nhẩm ngoài nháp. Như vậy thì thầy nhẩm được đó chính là bằng số 24. Số 24 em nhé. Như vậy âm 3 phần 8 này chúng ta ghi nhân nhân ở đây. Để tí nữa chúng ta nhân thừa số phụ ha. 5 phần 12 nhân ở đây. Như vậy chúng ta lấy cái mẫu chung mà nhỏ nhất của chúng ta là 24. 24 chia cho 8. 24 chia 8 thì bằng mấy? Bằng 3 nhân lên cho 3. 24 chia cho 12 thì bằng 2 nhân lên cho 2. Phải nè. Âm 3 nhân 3 thì bằng âm 9. 8 nhân cho 3 bằng 24. 5 nhân cho 2 là bằng 10. Rồi. Như vậy thì ở đây cùng mẫu em viết 24 là em lấy âm 9 cộng cho 10. Cứ đúng nè. Âm 9 cộng cho 10 thì bằng 1. Chứng tỏ kết quả bằng 1 phần 20. 24 vậy thôi. Được chưa?
Rất là đơn giản, dễ hiểu chứ không có gì khó cả em. Rồi, đây là những cái bài tập rất cơ bản. Giờ thầy gấp giấy lại, làm tiếp cho các em một bài cơ bản nữa. 6.22. Tìm số đối. Tìm số đối thì rất dễ rồi. Số đối của A phần B đó chính là âm A phần B. Và số đối của âm A phần B thì đó chính là âm A phần B thì số đối của nó sẽ là A phần B, đúng không? Như vậy thì ở đây số đối các em chỉ việc ghi là số đối của âm 3 phần 7 sẽ là 3 phần 7. Tương tự như vậy, số đối của 6 phần 13 sẽ là âm 6 phần 13. Còn số đối của 4 phần âm 3 sẽ là 4 phần 3. Vậy thôi. Được không nè? Đó. Rất là nhanh và rất là dễ hiểu. Rồi, chúng ta sẽ đi sang ở câu 6.23. Phép trừ ha. Trừ câu A là cùng mẫu. Rất là dễ luôn. Cái số 3 của thầy viết sao nó khó chịu ghê nha. Câu quèo 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 quèo. Chỗ thầy sao gió kinh lắm em. Gió mà muốn tóc mái nhà luôn, mái tôn luôn. Âm vậy á. Các em có nghe cái tiếng gió rít không à? Nghe không? Bây giờ thầy giống clip trước thầy đã nói rồi, không thể nào mà ra bắt ông trời mà ngừng gió được em. Bắt buộc phải gió thôi. Bây giờ ở đây cùng mẫu đó chúng ta lấy tử trừ, ở đây trừ nè, rồi đây trừ 7 nè, ha, trừ tỉ lê tiết lét hết. Như vậy ở đây âm 5 cái đề đó, các em thấy trừ với trừ nè. Ngay lập tức chúng ta phải xử lý. Các em hiểu nào? Trừ với trừ nghĩa là thành cộng 7. Ha. Ở đây phần 3. Như vậy âm 5 cộng 7 nợ 5.000, có 7.000 trả 5.000 đi thì còn lại là 2.000, thì là 2/3. Hiểu chưa? Đấy. Chú ý cho không nên bị sai chỗ này em nhé. Ngay chỗ trừ trừ nè. Câu B 5/6 trừ 8/9. Như vậy thì ở đây nó không cùng mẫu thì các em thấy là chúng ta phải quy đồng. Tí thầy nó mẫu chung nha. Như vậy thì cái mẫu chung mà chia hết cho 6 với 9 mà là nhỏ nhất đó chính là bằng 18. Bằng 18 em nhá. Các em lấy 18 chia cho 6. 18 chia 6 bằng 3, như vậy thừa số phụ đây là 3, ở đây các em nhân 3. 18 chia 9 thì bằng 2, nhân ở đây cho 2. Như vậy thì ở đây các em lấy 3 nhân cho 5 thì bằng 15/18 này. Trừ đây cho 16/18. Nếu như ở phần số tự nhiên ấy thì cái bài này chúng ta không thể trừ được tại vì 15 nhỏ 16. Nhưng đối với số nguyên thì chắc chắn ta sẽ trừ được. Các em hiểu nè. Chung chỗ thay sao gió ghê kìa. Ghê quá. Như vậy các em lấy 15 trừ 16. Các em có nghe rõ không nha? Như vậy thì ở đây các em sẽ bằng là âm 1/18. Các em thông cảm nha. Các em nghe tiếng tôn không? Giống như bức tôn ra luôn các em. Nhưng mà bây giờ thầy vẫn kiên trì, vẫn ngồi quay ở như này cho các em là thấy như nào cái độ dũng cảm của thầy luôn dành cho các em á. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở câu 6.24 em nha. Ok. 6.24. Người ta yêu cầu các em là tính một cách hợp lý. Một cách hợp lý em nha. Đó. Một cách hợp lý thì ở đây em thấy nè. Em thấy đây cùng mẫu nè. Với hai này cùng mẫu nè. Như vậy hai này một nhóm và hai này một nhóm em nha. Như vậy A nè. 3/11 cộng 11/8 trừ 3/8, đúng không? Cộng cho âm 8/11. Rồi. Như vậy thì ở đây ta nhóm hai này nhóm, ở đây có ngọt tròn. Ở đây có ngọt tròn thì chúng ta sẽ làm gì? Thành ngọt vuông. Đúng không? Như vậy trở thành là âm 3/11 ta cộng cho âm 8/11. Một nhóm này cộng ở đây là gì? 11/8 trừ cho 3/8 một nhóm. Rồi. Như vậy thì ở đây chúng ta tính nhẩm này. 11 là mẫu chung đúng không? Đó. Như vậy ở đây chúng ta tính âm 11/11 cộng 11 trừ cho 3 thì bằng 8/8. Như vậy kết quả ở đây là gì? Trở thành âm 1 cộng 8 chia 8 bằng 1, chứng tỏ A bằng mấy? Bằng 0. Xong. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Rồi. Ta sẽ đi sang ở cái bài 6.25. Chị Chi mới đi làm và nhận được
tháng lương đầu tiên. Chị quyết định dùng 2/5 số tiền đó để chị tiêu. Bây giờ này, thầy tóm tắt đề bài nha. Bây giờ tháng lương này, dùng 2/5 là để chi tiêu trong tháng này. Chi tiêu này, 1/4 là dành mua quà biếu bố mẹ này. Cái cô này rất là hiếu thảo ha, thật sự là như thế. Thầy tâm sự thật tình các em là thầy vừa mới gửi được cho tiền cho bố mẹ. Trước đây thì thầy có chu cấp tiền cho để nuôi em để học đi học đại học 4 năm ở đại học khoa học tự nhiên ở Sài Gòn em. Nhưng mà bữa nay cuộc sống thầy nói chung nó không đỡ hơn, đỡ vất vả hơn trước. Thầy có gửi cho bố tháng 1 triệu để mà tiêu quặt ha. Nói chung thì già gia đình thầy cũng khó khăn lắm em, chứ không có giàu có gì em. Nên là ở đây tùy theo tấm lòng của mình thôi. Một bên 1 triệu em, nghe bên chồng 1 triệu, bên vợ 1 triệu. Đối với con người thầy thì bên nội cũng như bên ngoại ha. Vợ mình cũng thế mà mình cũng thế, con người thầy là như vậy đó em nha. Nên thầy nói cái cô Chi, cái chị Chi này là rất là hiếu thảo này, mua quà bố mẹ này. Tìm số phần tiền lương còn thừa của chị Chi, nghĩa là còn thừa lại đây là bao nhiêu. Còn nè, thì em nhớ giùm thầy này, nhìn đây cho phần này hơi khó hiểu em nhé. Cái tiền lương ở đây này, cái hình dung này, cái vòng tròn này này, cái vòng tròn này nếu tiền lương ở đây á là nó chiếm là 100%. 100% nghĩa là 100 chia 100 nghĩa là bằng 1. Nghĩa là cả cái vòng tròn này nếu như mà lánh tính 1 tháng là sẽ là số 1 các em nhé. Nhưng mà trong đó là dùng 2/5 là chi ra, nghĩa là ở đây 5 phần thì bạn chi này sẽ lấy 2 phần để chi tiêu. Ví dụ như này, chi tiêu này, đây là 2/5 này. Sau đó lấy 1/4 để mua quà, ví dụ đây là 1/4 đây. Đây là 1/4. Thì còn lại ở đây hỏi là bao nhiêu này, ý là như vậy á. Như vậy để tính được cái chấm hỏi ở chỗ đây là cái phần thầy sẹt này là còn lại bao nhiêu, thì các em sẽ lấy số 1 này, cả vòng tròn này số 1, cái vòng tròn số 1 các em trừ cho đây cho 1/4 và trừ đi cho 2/5. Các em hiểu chưa nào? Thì nó sẽ ra được cái số tiền còn lại của chị Chi trong cái tháng lương đó. Được chưa? Nên thầy nói trước là cái phần này hơi khó hiểu nên thầy buộc phải giảng như này. Rồi, ta giải. Kim Di Kim thầy là số phần tiền lương còn lại của chị Chi là, thì ở đây á, nếu như mà lãnh tính trọn hết cái lương á thì nó sẽ là 1, là 1 nghĩa là chiếm 100%. Nói về phần trăm thì em chưa học nhưng mà thầy bắt buộc phải sử dụng cái đó thôi em. 1 trừ cho gì? Trừ gì em? Trừ cho 2/5. 2/5 cộng cho gì? 1/4. Đúng không nào? Đấy. Rồi. Thầy sẽ lấy 2 này trừ ra. Mẫu chung ở đây sẽ là bao nhiêu em? Là 20 đúng không? Là 20. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ viết là trở thành là gì? 2. Thầy cũng sẽ làm rất chậm để các em thấy. Như vậy các em lấy 20 chia 5 bằng 4 nhân lên cho 4 này. 20 chia 4 bằng 5 nhân lên cho 5. Rồi. 1 trừ đây 8/20 cộng 5/20. Như vậy kết quả ở đây sẽ ra được là 8 cộng 5 là bằng 13/20. Như vậy số 1 này, để chúng ta viết có mẫu là 20 thì số 1 này nó sẽ trở thành là 20/20. Tại vì 20 chia 20 thì bằng 1. Các em hiểu nào? Số 1 này, thầy để ý ở đây có cái mẫu đây là 20 này, thầy muốn viết để nó về cùng mẫu. Như vậy thì thầy sẽ viết số 1 này trở thành là 20/20 trừ 13/20. Thì kết quả ở đây 20 trừ 13 thì bằng 7/20. Đây là đơn vị, đây là phần này. Đó. Cái phần còn lại đó. Được không? Đó. Hiểu chưa? Rồi, ta sẽ đi sang bài cuối cùng của em nha. Đó chính là cái bài 6.26. Có những bài nó rất là dễ, nhưng có những bài chúng ta cần phải suy nghĩ và có cái phương pháp làm em. Bây giờ thầy sẽ đọc đề, tóm tắt đề trước.
Mai tự nhẩm về thời gian biểu của mình trong một ngày. Thì thấy này, trong một ngày này nha, coi thử nha. 1 phần 3 thời gian dành cho ở trường này, 1 phần 3 là ở trường này. Không? Việc học 1 phần 24 là dành cho hoạt động ngoại khóa. Ngoại khóa. Khóa ví dụ như chơi trò chơi hay là văn nghệ hay gì đó. 7 phần 16 thì hoạt động ăn và ngủ. Ăn ngủ. Còn lại là thời gian dành cho các công việc cá nhân khác. Như vậy cái đây là cá nhân khác. Hả? À, Mai đã dành bao nhiêu phần thời gian trong một ngày cho việc gì đây? Mai đã dành bao nhiêu phần thời gian trong ngày cho việc học ở trường và hoạt động ngoại khóa ở trường? Ở trường đây, ở trường mà là 1 phần 3, ở trường mà ngoại khóa. Như vậy chứng tỏ chúng ta lấy hai này cộng lại, hai này cộng lại để ra được cái thời gian ở trường và ngoại khóa. Thì em lấy 1 phần 3 cộng cho 1 phần 24 thì cái này quá rõ ràng, rất là dễ rồi đúng không? Ta giải này, câu A dễ rồi. Cái thời gian không? Trong ngày dành cho không? Việc học ở trường, việc học ở trường và ngoại khóa của Mai là, đó chính là gì em? Đó chính là chúng ta sẽ lấy 1 phần 3 kem thì cộng cho 1 phần 24 đúng không? Như vậy ở đây chúng ta sẽ quy đồng, quy đồng ở đây mẫu chung sẽ là 24. Như vậy 1 phần 3 này chúng ta sẽ cái thừa số phụ đây lấy kem lấy 24 trừ chia cho 3 là bằng 8, lấy 8 nhân thì nó trở thành là 8 phần 24 cộng đây cho 1 phần 24 thì ở đây sẽ bằng 9 phần 24. Và ở đây thầy sẽ nói luôn ở trên máy tính này, thầy nói luôn máy tính để em kiểm tra kết quả nha. Chúng ta sẽ bấm ở đây là gì, 1 phần 3 đây cái phần này nè em nha, ta bấm 1 này, phần này, 3 này, đó thì nó hiện lên như này. Khi đó cái dấu nháy nó ở phía dưới đúng không, chúng ta chuyển dấu nháy lên phía trên. Chứ em bấm được, ví dụ đây em bấm được như này là sai này, nằm dấu nháy phía dưới. Để xóa thì ta bấm delete này, sau đó các em sẽ chuyển dấu nháy lên phía trên bằng cách bấm cái nút ngang này, sau đó em bấm phím cộng này, đó sẽ cộng cho 1 phần 24 đúng rồi, ok 1 phần 24. Như vậy thì ta bấm 1 phần 24 ở đây. Ê, 27 ha. Nhưng mà kết quả ở đây sẽ bằng là 3 phần 8. 3 phần 8 tại vì sao nè, ở đây thầy chưa rút gọn nè, ở đây 9. Các em sẽ bấm và sẽ đối chiếu ở đây là 9 phần 24 mà trong đây tại sao ra 3 phần 8, chứng tỏ không phải thầy sai. Mà ở chỗ đây thầy chưa rút gọn ở đây, thầy chia cho 3 đi, chia 3 thì cái này sẽ rút gọn được là bằng 8. À thầy nói 3 phần 8 ở đây chia 3 đi, chia 3. Ở đây đơn vị đây là phần nha, 3 phần 8. Bỏ cái này đi game nha. Rồi ok, xem được câu B này. Mai đã dành bao nhiêu thời gian trong ngày cho các công việc cá nhân khác? Đây, các công việc cá nhân khác thì ở đây các em thấy là trong một ngày thì nó sẽ là 1, các em trừ đi cho 1 phần 3 đúng không? Nghe, trừ đi cho ở trường với ngoại khóa này, các em đã tính được hai cái tổng thời gian ở đây, đó chính là bằng bao nhiêu? 3 phần 8 đúng không? 3 phần 8 ở câu A này, 3 phần 8 này là tổng thời gian của hai thằng này là 3 phần 8. Ta lấy 1 này trừ đi cho 3 phần 8 này, trừ đi cho ăn ngủ là 7 phần 16 thì còn lại phần cá nhân này. Các em hiểu chưa nào? Như vậy thì ở đây câu B, các em sẽ kìm thầy đây là Mai đã dành thời gian Mai đã dành thời gian trong ngày cho các cái công việc cá nhân khác là, thì em sẽ lấy bằng ở đây là 1 trừ mở hộp ra lấy 3 cái thời gian kia cộng lại cũng được cho nó dễ hiểu. Đó. Được nè. Thì đây sẽ bằng 1 trừ mà hai thằng đây nãy cộng lại là bằng 3 phần 8 rồi này, cộng 7 phần 16 nè. Được nè. Đây sẽ bằng trừ. Ở đây là mẫu, đây là 16, đây là 8, mẫu chung là 16. Các em sẽ lấy là 16 chia 8 thì bằng 2. Lấy 2 nhân tử và mẫu thì cái này sẽ bằng là 6 phần 16 cộng cho 7 phần 16. Nhưng mà kết quả đây sẽ bằng 1 trừ cho 6 cộng 7 là bằng 13 phần 16.
Đúng nè. Ở đây số 1 này thầy sẽ viết trở thành có cái mẫu là 16. Các em nhìn cái mẫu 16 này để viết cái số 1 này này. Mẫu là 16 chứng tỏ số 1 này thầy sẽ viết trở thành gì? Bao nhiêu phần 16? Đó chính là 16 phần 16 trừ 13 phần 16. Đó, thấy không? Miệng thì nói một đằng mà tay viết một nẻo là như vậy đó. Các em lấy 16 trừ 13 thì kết quả bằng 3 phần 10, 16. Ở đây đơn vị là phần. Xong. Câu B. Hiểu chưa? Vậy thôi. Các em khi mà muốn làm mà dễ hiểu á, cái phần này là làm ở ngoài nháp nha. Đó, thầy tóm tắt á. Chứ khi em đọc cứ a mà không biết tóm tắt cái đề bài, người ta hỏi cái gì, người ta cho cái gì và cái việc chúng ta cần phải làm là gì, thì khi đó chúng ta không bao giờ giỏi toán được em. Đọc đề bài là phải biết cách tóm tắt đề, người ta cho cái gì và người ta yêu cầu các em làm cái gì và cách tính như thế nào thì chúng ta cần phải thực hiện. Như vậy thì trong clip hôm nay thì thầy đã làm xong cho em phần bài tập. Trong clip sau thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái phần nhân và chia các em nhé. Chúc em học tốt. Bye bye. Ok.